muốn để mất bóng của Osnawi. Tiến Linh đã lùi về khá sâu để tham gia lấy bóng. Đã có va chạm xảy ra giữa cầu thủ hai bên. Một số cầu thủ đã không giữ được bình tĩnh. Trận đấu rất nóng, mang tính chất quan trọng cho tấm vé đi tiếp của cả hai đội. Và trên sân thì đặc biệt là bên phía Indonesia là những cầu thủ còn rất trẻ. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng vừa có những phản ứng khá quyết liệt với trọng tài người Ả Rập Xê Út.